Titan Maxim chia sẻ tới các bạn cuộc sống độc thân của các bạn trẻ hiện nay sướng như thế nào nhé. Vào nhà bằng dấu vân tay quá là xịn sò. Vào nhà khử khuẩn đã. Cất chìa khóa. Điều hòa nhiệt độ. Cởi giày. Đánh giày. Rồi khử khuẩn giày. Sau đó sạc điện thoại dù vẫn đầy. Tháo găng tay. Đi dép trong nhà. Cạo lông đi nha má. Rửa tay. Lau tay. Mở tủ lạnh lấy đồ ăn tối. Lấy gạo, đổ từng hạt. Cho vô nồi nấu luôn không cần vo, nhấn nút. Sau đó rửa rau mà không cần dùng đến tay luôn. Rửa xong thì cho vào máy ép. Lấy nước để uống nhớ đổ xả đi nhé. Uống sạch trong 5 giây luôn. Tối nay ăn 2 quả trứng thôi. Thường ngày ăn 5 quả cơ. Đánh đều, sắc ớt. Ớt này cay không nhỉ, cắt nhiều thế. Cho dầu ăn vào nồi. Cho ớt vào xào trước. Muối đường gia vị. Rồi cho trứng vào đảo sau. Hấp vài cái. Khởi cháy nha. Cho ra đĩa. Tiếp theo là thịt. Miếng ba chỉ này ngon quá. Cắt nhỏ. Thả từ từ mới ngon hay sao ý. À không, xay nhỏ nó ra. Tiếp tục cho dầu vào chảo bốn lỗ tròn. Cho trứng vào tiếp. Cho thịt vào chính giữa. Lật một nửa trứng lại. Không biết thịt chín chưa mà đem ra cho tương ớt ăn rồi. Nấu một nồi nước sôi. Cho hai gói sốt khác nhau vào nồi. Cho thịt vào sau. Đậy vung. Nếm thử xem chín chưa. Chín rồi thì đổ ra bát. Cho bạn cute này ăn trước. Rồi bạn sen cute này cũng ăn luôn. Nhìn ăn ngon quá. Công nhận khỏe thật, ăn từng thìa cơm to vậy. Thức ăn của chó cũng phải bọc tránh chuột con cắn phá. Hết việc rồi thì lấy rượi. Rót ra ly, quay quay vài vòng, can bê. Bê rồi nhưng vẫn phải dọn nhà, hút bụi đã. Máy hút bụi đa năng này tiện nhỉ, ở đâu bán mua cái về xài. Cho nước rau sàn vào cây lau nhà, cho nước, xịt và rau, làm sạch cũng rất dễ. Lau nhà rồi thì lau kính. Lau kính xong thì đánh răng. Đang thắc sao không lấy ly mà súc miệng nữa. Đốt nến thơm, áo cặp lồng, à nhầm cặp kính, tắm cũng phải rải hoa hồng nữa, nhắc lại lần hai cạo lông đi. Dọn sạch người thì phải dọn giường. Cuối cùng là ăn vặt và xem phim thôi.